Mình phải mau gửi tiền về quê cho bố mẹ sắm Tết thôi. Làm sao chuyển được tiền về cho bố mẹ đây? À, đã có cách chuyển tiền về cho bố mẹ rồi. Con nó gửi tiền về đây ông này. Con về rồi bố mẹ ơi. May quá, vừa về kịp gói bánh chưng với cả nhà. Ha 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 ha.